Ở Yên Bái, vượt mọi khó khăn, công trình nước cũng đã hoàn tất sau hơn một tháng xây bể lọc ở đầu nguồn khe Đề Háng Gióng thuộc bản Mí Háng Tâu, rồi dẫn đường ống qua bao nhiêu khe dốc về điểm trường Lê Văn Tám cách nguồn 5 km. Bắt đầu từ hôm nay, hơn 300 học sinh, giáo viên và người dân ở đây đã có nước sạch sinh hoạt, trồng rau, nuôi gà, cải thiện cuộc sống. Xây dựng công trình nước ở Hà Giang và Yên Bái là hoạt động nằm trong chiến dịch tiết kiệm cho bạn, giúp vùng hạn mặn do Comfort Một Lần Xã phối hợp với Báo Tuổi Trẻ thực hiện. Với tổng giá trị tài trợ hơn 3 tỷ đồng trong năm nay, chiến dịch sẽ đi qua 15 tỉnh thành trên cả nước, 200.000 mét khối nước, xây dựng 10 công trình nước, trao tặng 1.000 bồn chứa nước và 50 xe chở nước sạch cho người dân các vùng bị hạn hán. Được sự ủng hộ đông đảo của người tiêu dùng cho chương trình tiết kiệm cho bạn giúp vùng hạn mặn, nhãn hàng Comfort Một Lần Xã muốn là cùng chung tay với người tiêu dùng giúp đỡ cho bà con ở vùng hạn hán, hạn mặn trên cả nước. Với chương trình tiết kiệm cho bạn giúp vùng hạn mặn, Comfort Một Lần Xã đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng nước hiệu quả để gìn giữ và sẻ chia nguồn nước quý giá. Khi người tiêu dùng giặt giũ với Comfort Một Lần Xã, tức là đã tiết kiệm được 20 lít nước trong mỗi lần giặt. Và như vậy, chỉ cần thay đổi thói quen giặt giũ là đã góp phần cùng Comfort mang nhiều nước sạch hơn đến vùng hạn mặn.